Ok các bạn. Buổi sáng chào các bạn nha. Sáng sớm tôi sẽ test một cái con máy cày. Đó, một con máy cày đố các bạn biết. À, con mùi xương đóng trên cái qua lăng nè. Đố các bạn biết luôn nha. Con máy này là con máy gì nha. Đó, bánh sao nè, bánh sao nè. Đó, các bạn thấy chưa? À, cái gai của nó còn cái gai gió nữa nè các bạn nè. À, để lấy nát lại cho các bạn xem đó, cái gai nó cao vậy đó. Được chưa? Rồi đổ các bạn luôn nha, biết có mấy gì không? Cần số nè, cần số nè, để lấy nát lại đó. Cần ga nè. Thấy chưa? Ra nè, đó cần số nè, 1 2 3 4, chưa? Đó gác chân nè, sàn để chân nè, chưa? Nhức gân chưa, nhức gân chưa? Đây, đó bảng điều khiển nè, nút bây giờ đó thì thử chìa khóa nghe các bạn, đó đâu rồi, nè, đó nè. Chìa khóa đúng đúng ảnh luôn, chưa? Xanh xài đã quá lên. Bây giờ cái nút này là cái nút hình cái kèn nè đó, một em cái chiếc xe là cái kết model nè đó nha. Rồi cần số nè, số cục thung luôn nè, chưa? Cục thùng ha, bên già là có cái chữ BS luôn nha, có nghĩa là tay lái trợ lực đó, thuyết tắc đó các bạn. Rồi cái này thì tần số tầng 1 2 3 4 thôi chứ không có gì hết, cần gầy cầu đó. Nói chung vậy nó mới đã nha. Giờ thì ướt quá, sáng ngày ta lấy mùi xương nhiều quá các bạn. Bây giờ mình sẽ lắc thử nha các bạn. Thử nhẹ nổ nha. Ồ, quên. Để cần tắt máy. Thử cái nha. Xanh luôn đó nè, chân ăn pizza nè, thấy chưa, nhìn nhức gân chưa đó. Cái số này là nó nói với các bạn là trên cái tầng số này là nó có hai tầng ở trên này nha. Rồi kết cấu của thằng này là nó 3 tầng trong cái hộp số. Tem của Nhật luôn, còn đó nha, đã chưa. Ê, bộ nồi pizza ở dưới gầm bệ ha, còn xanh lét, bạn thấy chưa? Đó, xanh lắm, quá đã ha, nhìn tuyệt sắc da nhân luôn ha. Đây này là bầu diều của nó nè, đó.
máy này chưa bung luôn. Thì đây là cầu trước của em đó nè, các bạn chưa thấy chưa, chưa có rửa nữa nha. À, quá phê rồi. Nếu mà anh em biết là xe máy thì chắc chắn là anh em cũng đoán được chiếc xe này là chiếc xe hạng hàng, hiểu gì rồi ha. Đó, nói chung là mình chưa có muốn đăng công khai, các bạn thông cảm nha. Trời gì nó mới hấp dẫn. Đây là cái mâm bên phía bên phải của nó hồi nãy nè, bạn thấy chưa? Gần gần lại chút xíu coi. Đó, còn cái chữ số gì trên đây nữa, chả biết luôn ha. Rửa. Bữa nay sẽ rửa nó nha. Sexy, ốc bù lon con tá, đẹp lắm. Đây nè, nhìn thấy bé ngót. Đây là chân ga, chân ga nè các bạn. Đó, chân ga chân thắng à, xanh lắm. Ugota luôn. Xanh quá, đẹp quá. Đây, hệ thống ống thủy lực, tay lái à, tắt toàn tắt đó, nói chung là nó đóng bụi giờ ha. Máy móc chưa mở còn tán, cho các bạn xem đây. Đây đó, chưa mở đây, dưới này nè đó, cầu láp dơ quá, chưa có tháo ghiên luôn nha, xình đất không. Đây, chưa không đã, chưa đục lịch, im chưa. Đây là cái cốt đùi sau của nó nè, y như mới nữa không, nắng bon không các bạn. Xe tiễn thì nó phải vậy đó, xe tiễn là phải nhức găng nha. Ốc bù lon nè, có lẽ là con ốc này chưa có mở luôn đó nha. Đây là cái ti bên nghiêng của nó nè, cái ti bên nghiêng còn luôn. Đây là cái cần số xế nè các bạn, thấy chưa, củ số còn đã chưa, đẹp luôn. 1234 BTO rồi, BTO view luôn, cái chỗ khóa luôn, chìa khóa luôn, công tắc đèn đây nè, pha code ốp là tắt hết nha các bạn. Cái này là xi nhan đó, xi nhan qua phải, left right trái. Rồi ok vậy thôi.